Vâng, bóng đá là nơi mang lại cho chúng ta những niềm đam mê, những cảm xúc bất ngờ. Nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng Đồng Niên 99, Đồng Niên 2K6 vào tham dự trận chung kết giải bóng đá Đồng Niên Yên Phổ lần thứ 3 năm 2023. Sân bóng Anh Vũ để đón xem trận chung kết trong mở một cuộc đối đầu giữa 99 và 2K6. Nhà vua ở giải đấu năm ngoái thì đã chính thức mang ngà giải đấu năm nay, và tân vương mới mùa giải lần này sẽ gọi tên 99 hay 2K6 đây. Trong hiệp một trận đấu này, như vậy là hiệp một trận đấu đã được bắt đầu. 99 sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải theo hướng màn này nhỏ các bạn, còn 2K6 sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Điều kiện chính trận đấu này đó là chính là trọng tài An Ngọc. Ngày hôm nay 99 ra sân trong khung gỗ chính là thủ thành Đức Trung, cầu thủ số 17 Việt Dũng, số 11 Văn Chiến, số 21 Minh Vượng, số 28 Dương Minh, số 22 Gia Bảo, và số 9 chính là tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công Đình Năm. 99 mang trên mình trang phục là quần đen, áo sọc trắng xanh, màu áo của đội tuyển quốc gia Argentina. Đối với 2K6 thì họ đã tạo nên rất nhiều những bất ngờ ở giải hôm nay. Đánh bại được ở trận đấu trước thì họ đã đánh bại chính đội bóng 2K5 và 2K7. Vâng, anh Hà Bản sẽ trao tặng cho cầu thủ nào của 99 nếu như ghi bàn bất kỳ một cầu thủ nào là 500.000 đồng. Và nếu như 99 vô địch thì sẽ có 2 triệu đồng do anh Hà Bản sẽ trao tặng. Đó là những đóa hoa khích lệ tinh thần dành cho 99 ở mùa giải năm nay. 2K6 trong khung gỗ vẫn là thủ thành Văn Hải, cầu thủ số 6 Tuấn Bình, số 28 Văn Hoàn, số 11 Văn Năm, số 8 Tiến Tài, số 9 Trung Quân và số 22 chính là Văn Hùng. Đó là 7 cái tên xuất phát trong đội hình ra sân của 2K6. Chúng ta vừa được đón xem trận đấu có nhiều bàn thắng nhất từ đầu mùa giải và nhiều bàn thắng nhất trong 3 mùa trở lại đây của giải bóng đá Đồng Niên Yên Phụ. Đó chính là trận tranh 3-4 giữa 2K4A và 2K7 với 12 bàn thắng được ghi, chia đều cho hai đội bóng, mỗi đội 6 bàn. Đánh đầu mùa giải năm nay, chắc chắn tấm huy chương vàng tôi nói trước đôi găng tay vàng sẽ thuộc về một trong hai thủ môn, đó chính là Đức Trung của 99 hoặc Văn Hải của 2K6. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao ngay từ những phút đầu tiên. Đình Nam, đường chuyền của Đình Nam hướng tới vị trí dành cho Dương Minh. Bóng vẫn còn trong sân. Một trận đấu không dành chỗ cho những sai lầm. Đây là trận chung kết. Why? Đồng Niên 99 năm nay là năm Đinh Mão, là năm tuổi phát của 99, và liệu rằng họ có vô địch hay không khi mà Argentina
màu áo mà 99 đang mặc thì đã vô địch tại World Cup 2022. Còn 99 là năm 2023, đồng niên 99 của Yên Phụ thì sẽ phải vượt qua được 2K6 trong trận chung kết. Nhưng 2K6 cũng đang muốn thể hiện được cho tất cả khán giả của Yên Phụ cũng như là 99 rằng tại sao họ lại có mặt tại trận chung kết. Họ không muốn tham gia giải đấu này chỉ để xong chơi mà thôi. Đây là một trận cuối cùng. Đội bóng nào cũng muốn giành chức cúp vô địch, bởi trong sự nghiệp của một cầu thủ, trong sự nghiệp của một đội bóng thì không phải là cứ bao giờ cũng được vào trận chơi trận chung kết. Sút xa, một tình huống phát bóng không thành công. Đình Năm, vẫn là pha xử lý của Đình Năm. Dương Minh, cơ hội Minh Chiến, quá người, không ơi. Một tình huống bẻ lái dâng chân phải và cho đó dứt điểm bằng chân phải. Nhưng tình huống dứt điểm của Minh Chiến, bóng đã ăn quá sâu vào lòng trong chân phải của cầu thủ này. Thể lực của 99 là không phải bàn cái. Họ đã đánh bại được 2K4A, nhà đương kim vô địch của giải đấu lần trước, với tỷ số là 5-0. Một con số mà chưa bao giờ 2K4A để thua như vậy. Khi mà lối chơi pressing tầm cao đã khiến cho 2K4A gặp bế tắc. Với những cầu thủ đang có mặt trên sân thì 99 hoàn toàn có thể tạo nên những điều bất ngờ. Hai ca sáu thì họ đã vượt qua 2K7 ở bán kết với tỷ số là 2-1. Vâng, hai đội bóng này, nếu như đội nào mà giành chức cúp vô địch thì chính thân anh Chu Đông, thành viên trong ban tổ chức, cũng sẽ thưởng là 200.000. Đá hoa trị giá dành cho 99 cũng là rất lớn, 2 triệu đồng và 200.000 đồng của anh Chu Đông. Nếu như vô địch, 99 sẽ có 2,2 triệu, chưa kể những giải thưởng khác. Đồng niên 99 thì họ nằm ở bảng, chính xác là nằm ở bảng C. Họ đã để thua một trận đấu trước 2K5. Nhưng trường đó không phải là đã hết với 99, bởi họ vẫn có được vị trí số 2. Tấm vé đã đưa 99 đối đầu với lại 92-93. Và họ cũng đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. 99 đang thể huy được sức mạnh của mình ở mùa giải năm nay. Đối với K2, K6 thì hoàn nằm ở bảng B. Bảng đấu cũng có 3 đội với những sự góp mặt của 92-93, 2K6, 2K4B, 198X. Cả hai đội bóng xếp thứ hai của hai bảng đấu đều đối đầu với nhau trong trận chung kết ngày hôm nay. Có một điều đặc biệt là cả hai đội bóng 2K6 thì đã đánh bại nhà đương kim Á quân của giải đấu lần trước, còn 99 thì đánh bại nhà vô địch của giải đấu lần trước. Rất căng, khá nguy hiểm. Giải bóng đá đồng niên Yên Phụ có 11 đội bóng tham gia và bảng A là 3 đội. Thì những đội bóng của bảng A cũng đã không còn so lại, chỉ còn đội bóng của bảng C và bảng D. Tôi chỉ nói bảng B. Hai bảng đấu còn hai đại diện góp mặt tại trận chung kết. Sau những ngày tranh tài thì hai tấm vé xuất sắc nhất, đó chính là 99 và 2K6, đã ghi tên mình vào chơi trận chung kết ngày hôm nay. Tỷ số thì vẫn đang là không đều, chưa có một bàn thắng nào ghi. Lối chơi chặt chẽ trong khâu phòng ngự và thủ phản đang được hai đội tạo ra. Gia Bảo, Minh Chiến, Gia Bảo, pha sọc khe của Gia Bảo, cơ hội vẫn còn. Dương Minh không hiểu ý nhau. 2K6 thì luôn chơi lối chơi rất kín kẽ cho khâu phòng ngự của mình. Trong một trận đấu đối đầu với 2K5 thì 2K6 đã giành chiến thắng 3-1. Cách đây một ngày thôi, ngày hôm qua, thì đội bóng 2K6 đã vượt qua được đội bóng đàn em 2K7 với tỷ số 2-1.
Một cầu thủ bên phía 2K6 đang bị đau. Vâng, đau đúng vào cái vị trí nhạy cảm. Đối với đàn ông thì bao giờ cũng thiệt thòi một chút trong bóng đá. Chỉ cần một va động chạm nhẹ thôi ở khu vực nhạy cảm thì sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều. Đình Nam, ngày hôm nay Đình Nam vẫn chưa có một pha dứt điểm nào về phía cầu môn khung thành của thủ thành Văn Hải bên phía 2K6. Năm nay cũng là năm cuối cấp của Đồng Liên 2K6. Và sắp tới đây có lẽ là tuần sau chúng ta cũng sẽ bước vào kỳ thi học kỳ rồi. Sang tuần thôi. Thay mặt cho ban tổ chức và những người làm truyền thông thì cũng chúc cho tất cả những cầu thủ 2K6 và những học sinh đang học thì cũng sẽ có một kỳ thi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đây là những trận đấu ở những ngày cuối tuần làm cho chúng ta có thể giảm tải đi những sự căng thẳng. Đánh đầu cơ hội dành cho 2K6 đúng vào. Không có gì khó khăn đối với Đức Trung. Minh Chiến qua người của Minh Chiến, tốc độ và bất biên không thành công. Nhắc tới Yên Phụ thì chúng ta nghĩ luôn tới một làng cổ Yên Phụ ngày xưa. Bây giờ thì làng Yên Phụ, làng cổ đã chia ra 5 thôn rồi. Họ có ngày lễ hội truyền thống với 5 ngày liền vào dịp tháng riêng, ngày 15 tháng riêng cho tới ngày 19 tháng riêng. Tổ chức ra rất nhiều những môn thi như là bóng chuyền ra, bóng chuyền hơi, và đặc biệt là môn vật cổ truyền thì luôn luôn không thể thiếu tại nơi đây, nơi được coi là Trung Quốc thu nhỏ của mảnh đất Yên Phong. Thứ gì cũng có. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của 99. Đúng là 99 ngày hôm nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tấn công của mình. Trận đấu đang được chúng tôi live phát trực tiếp trên fanpage bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Quý vị khán giả nếu như bận công việc, bận công tác xa hoặc đi làm, đi học thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể xem qua online. Chỉ cần truy cập vào BLV Nguyễn Anh Hùng và ngay lập tức trận đấu sẽ được diễn ra, sẽ hiện ra trước mắt. Bên ngoài sân bây giờ chúng ta có thể thấy Khang Thông Môn rồi. Một thủ thành sinh năm 1990 vừa cùng 9X không vào. Không quyết đoán trong khâu dứt điểm vừa rồi của Minh Chiến. Không phải, đó chính là Gia Bảo. Bóng vẫn còn trong sân. Từ hôm qua người không thành công. Việt Dũng rất nỗ lực, quá quyết đoán. Bên ngoài sân thì khán giả cũng đang tới sân rất đông. Trên sóng này mới chỉ có khoảng hơn 500 khán giả đang theo dõi thôi. Phút thi đấu thứ 10. Ngày hôm nay thì cũng là ngày có những trận chung kết tại Yên Phong, Bắc Ninh và rất nhiều nơi khác. Và những ngày cuối tuần thì trên khắp mọi mặt sân cỏ đều rất sôi động. Bóng đá bây giờ thì họ thường thi đấu giống như là giải V-League và giống như là những giải ngoại hạng, đều thi đấu vào những ngày cuối tuần để giúp cho những cầu thủ chúng ta có thể vừa đi làm vừa thi đấu bóng đá ở những ngày cuối tuần, những ngày nghỉ, và những học sinh. Rồi dành cho 2K6. Quá người coi cân ngang không vào. 2K6 thì luôn là như vậy, họ không mạnh trong khâu dứt điểm nhưng họ rất mạnh trong khâu phòng ngự của mình. Dứt điểm từ xa và solo của Minh Chiến. Những khoảng trống dành cho cả hai bên là rất hiếm hoi. Hơn một phút thi đấu của một trận đấu chung kết giữa 99 và 2K6 đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 0-0.
Đúng không? Đỡ 1-1 không được tốt của Đình Nam. Trận tranh 3-4 chúng ta thì đã phải bước vào loạt đấu súng cân não. Và liệu rằng trận chung kết có phải bước vào loạt đấu súng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đường vào, đánh đầu không được. Dứt điểm, rất căng, phản công, coi. Đúng không? Pha bóng chính xác của Việt Dũng. 2K6 thì luôn luôn là như vậy. Họ chơi lối chơi thủ phản sở trường của mình. Và vừa rồi nếu như Việt Dũng mà không lùi về kịp thời thì sẽ là một cơ hội nguy hiểm dành cho cầu môn khung thành của thủ thành Đức Trung. Có một tình huống đá phạt góc thứ hai trong trận đấu này dành cho 2K6. Rất nguy hiểm, quá khó chịu. Hiện tại thì dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải đấu này đang là cái tên Đào Long và Chu Đạt. Đào Long của 2K5 và Chu Đạt của 2K7 với 7 bàn thắng. Rất khó để cho những cái tên như Đình Nam hay là những cái tên bên phía của 2K6, Văn Nam, Văn Hoàn có thể san bằng được. Bởi đây là trận chung kết. Hai đội đang chơi lối chơi kỷ luật trong khu phòng ngự của mình. Bàn thắng vẫn chưa đến. Việt Dũng. Đường truyền tốt của Việt Dũng. Rất hay, Dương Minh. Căng ngang. Nỗ lực căng ngang không thành công của Dương Minh. Nhưng vẫn có một tình huống đá phạt góc dành cho 99. Bóng mang trên mình màu áo của Argentina đã không thể tạo ra áp đặt lối chơi lên 2K6 ngày hôm nay. Điều kiện thời tiết lúc này đang là rất thuận lợi. Theo những thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vào ngày mai thì không khí lạnh sẽ tràn về. Và ngày hôm nay chúng ta thi đấu trận tranh chung kết là điều quá hợp lý. Đúng vào ngày nghỉ cuối tuần. Đứng trước tình huống đá phạt đang là Dương Minh. Một trong hai đội bóng nếu như ghi bàn cho thời điểm này thì chắc chắn tốc độ trận đấu sẽ được đẩy lên cao hơn trong những phút tiếp theo. Việt Dũng phối hợp với Dương Minh, coi đã bị bắt bài. Vẫn còn. Coi không được. Bên ngoài sân bây giờ chúng ta có thể là lễ lão tướng rồi. Sinh năm 1979, Trần Ninh. Bây giờ thì tất cả đang hỏi là 24A đang ở đâu, lão tướng đang ở đâu, hay là 198X thì đang ở đâu bây giờ. Đội bóng cao tuổi nhất vào chơi trận chung kết ở mùa giải năm này chính là 99 với 24 tuổi. Những lão tướng và những thế hệ 8X cũng đã phải chia tay sớm với giải đấu năm này, khi mà những đội bóng trẻ của thôn Yên Phụ đã ngay một phát triển và thể hiện khẳng định được mình hơn. Đình Nam coi không được, quá đơn giản. Bóng vẫn còn trong tầm kiểm soát của 2K6, coi không được. Thay người lúc này. Bên phía 2K6 tay người, Tiến Tài đã được rút ra. Vào sân là Nghiêm Chính. Ngày hôm qua thì Tiến Tài cũng đã có cho mình một bàn thắng. Và cũng có cho mình một chiếc thẻ đỏ. Rất chắc chắn. Thì một quả người không thành công. Đấy là cơ hội dành cho 99.
Đừng có phá bóng an toàn, thay người trong này. 99 thay người. Gia Bảo sẽ được rút ra, vào sân là Tô Tiến. Quá khó để có thể phá vỡ được hàng phòng ngự bên phía 2K6. Một hàng phòng ngự phải nói là rất kín kẽ. Đến bây giờ thì chúng ta đã có thể hiểu tại sao 2K6 lại đánh bại được 2K4A. Và 99 lại đánh bại. Chính xác là 2K6 đã đánh bại được nhà đương kim Á quân lần trước là 2K5. Và 99 đánh bại được 2K4A. Cả hai đội đá rất mạnh ở mùa giải năm nay. Và lực lượng của họ cũng là tương đối tốt. Trận đầu thì đã diễn ra và đã phải phân định thắng thua trên loạt pen cân áo. Và liệu rằng trận đấu này có phải bước vào loạt đấu súng hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Trận đấu đang được quay phát trực tiếp trên fanpage bình luận viên Nguyễn Đăng Hùng. Anh em hãy cùng cho chúng tôi những lượt chia sẻ, những lượt like, để cho mọi người trên khắp mọi miền đất nước có thể biết tới giải đấu chúng ta. Đánh đầu. Xin chào Còi Phong, Lê Mạnh và Bảo Hưng. Chào tất cả anh em, chúng ta hãy cùng dự đoán xem đội bóng nào sẽ giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Nếu như dự đoán 99 này cho chúng tôi 1-1, rất nguy hiểm. Cú đá từ xa không thành công. Còn nếu như quý vị dự đoán 2K6 sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì hãy ấn phím mai và hãy thả chúng tôi một tim. Ôi, không được. Hai đội bóng đều sở hữu hai thủ môn xuất sắc nhất giải đấu năm nay. Vẫn còn qua người Dương Minh. Dương Minh cơ. Tình huống thả đấy không thành công của Dương Minh. Hơi sâu. Còi Phong thì sẽ dự đoán 2K6 vô địch. Việt Hoàng thì sẽ trao tặng dành cho Việt Dũng, nếu như ghi bàn sẽ có một thùng bia. Dương Minh không vào. Bóng đá được phá an toàn. Thì đấu với thế trận như thế này thì rất khó để hai đội có thể ghi bàn. Có lẽ cả 99 và 2K6 cần phải biến đổi lối chơi của mình trở nên đa dạng hơn nữa. Rất hay, cơ hội dành cho đồng niên 99. Minh Thắng qua người. Đường ngang ngang không thành công. Đội bóng nào giành chức vô địch cũng xứng đáng mà thôi. Nếu như chúng ta không vô địch năm nay thì rất khó để chúng ta có thể vô địch ở những mùa tiếp theo. Bởi không phải đơn giản mà chúng ta lại được lọt vào chơi chung kết trong một giải đấu. Có những đội bóng sinh ra thì thường ngay ở vị đích và giành chức cúp vô địch rất dễ dàng. Những danh hiệu cá nhân. Thay người trong này. Bên phía 2K6 thay người. Số 12 bên phía 2K6 đã được rút ra. Vào sân là sự trở lại của Tiến Tài. Không phải số 22. Văn Hùng đã được rút ra. Đánh đâu không vào. Phạm lỗi rồi. Phút thứ 22 của hiệp 1 trận đấu và tỷ số vẫn đang làm 0-0. Một con số 0 mà có lẽ là cổ động viên không ai trông và cũng chẳng ai giờ. Phản công coi. Quá ơi. Minh Chiến, Dương Minh. Cơ không vào. Thay người trong này. Minh Chiến rút ra, vào sân là anh Khoa.
anh Trần Minh chính là người cha của Tuấn Tình bên phía 2K6 cho tài trợ một bão hòa trị giá 200 ngàn dành cho đồng niên 2K6 để khích lệ tinh thần. Và đồng niên 99 thì anh Tân và anh Quê sẽ trao tặng 1 triệu đồng nếu như 99 giành chiến thắng ngày hôm nay. Tổng nếu như 99 giành chiến thắng ngày hôm nay sẽ có 3 triệu 200 ngàn rồi. Cộng thêm 4 triệu tiền giải nhất nữa là 7 triệu 2. Vẫn còn quá chắc chắn. Rồi. Một cầu thủ bên phía 99 đang bày đầu sẽ có một tình huống đá biên. Một mùa giải năm nay mà 2K4 à trắng đây. Quá buồn. Đánh đầu không được. Phản công Đình Nam. Sức tỉ đèo của Đình Nam sẽ cần phải được thể hiện. Nhưng tình huống sọc khe lại không thành công. Một đường sọc khe chưa đổ nước dành cho anh Khoa. Hơi nguy hiểm trong pha bóng vừa rồi. Rất chắc bài cả hai đội bóng. Viện Sôm sút xa. Không có gì nguy hiểm đối với cầu môn cung thành của Văn Hải. Có lẽ thủ môn nào mà giành chức vô địch thì cũng sẽ xứng đáng đoạt danh hiệu găng tay vàng mà thôi. Bởi những gì mà hai thủ môn Đức Trung và Văn Hải thể hiện cho tới lúc này. Ba đến ba, một pha đảo chân không khác gì cho Ronaldo. Vừa rồi là tình huống đảo chân của số 11 Văn Nam. Ngoài những môn vật cổ truyền, môn bóng truyền hơi, môn bóng truyền già tại Yên Phụ thì bây giờ môn bóng đá nam cũng đang được quan tâm rất nhiều. Đánh đâu không vào, phạt góc dành cho 2K6. Tốc độ của trận chung kết đang diễn ra xứng đáng với những gì mà khán giả chờ đợi. Sự kỳ vọng và sự chờ đợi của khán giả sẽ đặt tất niềm tin vào trận đấu ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng của mùa giải bóng đá đồng niên Yên Phụ lần thứ 3 năm 2023. Một tình huống đá phạt dành cho 2K6 và che chở phải nói là rất tốt của Tiến Tài. Và Tuấn Tình của 2K6 sẽ được người chị gái của mình ủng hộ là 200 ngàn đồng. Những liều đô binh đang được tiếp vào cho những cầu thủ thi đấu trên sân. Không được. Bây giờ thì tôi vẫn chưa thấy những người vợ của những cầu thủ 99 trao những đóa hoa dành cho những người chồng của mình. Thường thường thì đằng sau những sự thành công của những người con trai thì luôn luôn có bóng dáng của những người con gái. Những phút cuối của hiệp 1 đánh đầu không được. Như vậy là sẽ có phạt góc. Những phút cuối của hiệp 1 đang diễn ra khá kịch tính. Bất ngờ 2K6 đang tăng tốc và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn cung thành của Đức Trung. Rất đầy không vào. Vẫn còn. Vụ phá lưới ở mùa giải năm nay thì chắc chắn đã thuộc về Đào Long và Chu Đạt với 7 bàn. Ngày hôm nay đây cũng là trận đấu thứ 6 của ekip của chúng tôi ở riêng cái đội ngũ này rồi, cái nhánh đấu nhánh này. Ekip chúng tôi có 4 máy quay, nhưng ngày hôm nay đã full hết và những ngày chủ nhật thì đội ngũ truyền thông nào cũng sẽ kín lịch mà thôi. Tuy nhiên đây cũng mới là trận đấu thứ 3 của Tiến Nổ rồi. Ngày hôm nay Tiến Nổ cũng sẽ có 5 trận. Xong trận đấu này thì cũng sẽ gỡ gạt lại cho mình khoảng 600 ngàn.
bóng dài không vượt qua được Dương Minh, vẫn còn kẹp không. Thời gian dần một trôi đi, bàn thắng đầu tiên thì vẫn chưa đến với cả hai đội bóng. Cầu môn khung thành Văn Hải và Đức Trung vẫn đang đứng vững. Tấm huy chương đồng thì đã được xác định, tấm huy chương bạc và huy chương vàng này chưa. Chắc chắn cả hai đội thì đều có huy chương rồi, nhưng quan trọng là mau gì mà thôi. Để trở thành nhà vô địch thì luôn luôn có một cuộc hành trình đầy gian nan và đầy thử thách, không hề dễ dàng một chút nào, không giống với những gì chúng ta thể hiện ở vòng bảng. Cả hai đội thì đều nằm ở bảng đấu 4 đội và phải thi đấu với cường độ cao hơn. Những đội may mắn nhất, đỏ nhất thì đã chia tay với giải đấu. Ví dụ như là Đồng Niên 92-93 mở mắt ra ở trận đấu vòng bảng thì họ đã có 3 điểm, không cần thi đấu. Nhưng 92-93 cũng đã chia tay. Đồng Niên 2K4A, nhà đương kim vô địch của giải đấu lần trước, họ nằm ở bảng đấu có 3 đội và không phải thi đấu với cường độ cao thì cũng đã trắng tay trong mùa giải năm nay. Hơi đen dành cho nhà vô địch của chúng ta giải đấu lần trước. Tuy nhiên thì 2K4A vẫn gỡ gạt lại cho mình giải khuyến khích của 1 triệu đồng. Thế mạnh của đội bóng Man Trước là như vậy. 2 phút bù giờ dành cho hiệp 1 trận đấu này. Đội bóng an toàn. Tất cả đều chọn những giải pháp an toàn trong một trận chung kết. Những sai lầm là không thể có. Cả hai bên thì đã có những sự thay đổi người, những chiến thuật khác, những bài đánh mới, nhưng vẫn làm được một lượt chơi đến bắt rồi, không vào. Liệu rằng có bên trận đấu này hôm nay không? Vẫn còn. Xuất điểm từ xa, không vào. Tình huống ra chân đầy bất ngờ của số 21 bên phía 2K6. Coi. Tình huống dứt điểm của Nguyễn Hoàng. Ngày hôm nay thì người cha của anh cũng đang có mặt ở bên ngoài sân để cổ vũ cho con cưng của mình. Và người cha Nguyễn Hoàn suýt chút nữa thì con trai của mình ghi bàn. Rất căng. Và cái thế trận bế tắc như hiện tại thì những tình huống dứt điểm từ xa như vừa rồi là điều chấp nhận được. Khán giả của cả hai đội bóng ngày hôm nay thì cũng đã tạm hoãn cơm tối lại muộn một chút. Đối với 99 và 2K6 thì cũng đã đặt bàn hết rồi, đặt lịch liên hoan hết rồi. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, không gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có được chiếc cúp vô địch và ăn những bữa liên hoan để chúc mừng. Và hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 0 đều. Vì các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với hiệp 3 trận đấu này sau ít phút nữa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng trở lại sân bóng Anh Vũ để đón xem hiệp 2 trận chung kết giữa 99 và 2K6. Hiệp 2 đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì hai đội cũng đã tạo ra được khá nhiều những cơ hội nguy hiểm, nhưng những cơ hội đó vẫn chưa thể cùng đèo hoa tranh bàn. Liệu rằng trong hiệp 2 hai đội có thể tạo ra những bàn thắng để đáp lại sự kỳ vọng và sự chờ đợi của khán giả hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Ở hiệp 2 trận đấu này thì 2K6 sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải theo hướng màn hình nhỏ các bạn. Còn 99 sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Trận đấu thì cũng đang được chúng tôi live phát trực tiếp trên fanpage BLV Nguyễn Anh Hùng. Và quý vị khán giả hãy cùng giúp chúng tôi chia sẻ để cho những mọi người không thấy sân bóng xem trực tiếp trận đấu này cũng hoàn toàn có thể xem qua online. Nếu như quý vị khán giả đi qua mà không chia sẻ thì cũng được, nhưng hãy cho chúng bình luận viên Tiến Hổ và ekip của tôi một tim một like thôi để ủng hộ và để khích lệ tinh thần. Đánh đầu không được. Vâng, người mẹ của Tiến Tài thì cũng đã ủng hộ cho đội bóng 2K6 là 200.000 đồng. Liên tiếp là những đá hoa để khích lệ tinh thần cho những cầu thủ ở trong sân của cả hai bên. Bóng vẫn còn, quá hay cơ ơi. Văn Vượng, căng ngang của Văn Vượng, không có cầu thủ nào cắt tuyến này. Quá đẹp. Hay quá. Đó là một tình huống không thành công. Vẫn còn cơ ơi, hơi mạnh. Chứng tỏ lúc này trận đấu giữa 2K7 và 2K4A này không có nhiều fan như bây giờ. Trận đấu này đang có rất nhiều fan, những fan hâm mộ đang cổ vũ để khích lệ tinh thần cho hai đội bóng con cưng của mình. Vẫn còn, dứt điểm không được. Coi, come on, phản công dành cho 99. Tác động và lùi về rất nhanh. Chúng ta có thể thấy được 2K6 họ chơi một lối chơi thủ phản. Vâng, lỗi biên rồi. Khi đá biên chúng ta cần phải để bóng không lăn. Mẹ của Văn Nam và chị gái của cầu thủ Sinh bên phía 2K6, Nghiêm Chính bên phía 2K6 sẽ mỗi người sẽ thưởng cho 2K6 là 200.000 đồng.
vẫn còn cơ hội không vào. Và bà Trần Dinh cũng ủng hộ cho đội 2K6 là 200.000. Vẫn đếm sơ qua thì cũng đã rất nhiều những đóa hoa đồng tiền để khích lệ cho đội bóng 2K6 rồi. Thắng Milo thì sẽ ủng hộ cho 99. Nếu như cầu thủ nào ghi bàn sẽ có 500.000. Rất nguy hiểm. Tổng bàn thắng của 99 sẽ là 1 triệu đồng do thắng Milo và vẫn còn. Đội bóng nào giành chiến thắng ngày hôm nay cũng sẽ nhận được những phần thưởng rất có giá trị. 4 triệu giải thưởng của ban tổ chức và những phần thưởng trao tặng của những cá nhân, những tập thể. Cơ hội có thể vứt bóng. Việt Dũng dứt điểm, không phải, đó chính là Gia Bảo. Trong hiệp 2 thì Gia Bảo cũng đã được đưa vào sân. Dương Minh quá người, không vào. Hơi chần chừ của Dương Minh, phản công rất căng và quyết đoán. Tiến Tài thì đang bị đau ở trên sân. Đó là một tình huống băng ra cũng tương đối sát của hậu vệ bên phía 99. Vâng, anh em ở bên ngoài chúng ta đừng ném nước vào như vậy, chúng ta đưa vào nồi. Ngày hôm qua tại sân bóng Xuân Lai thì đã có một vị khán giả ném nước vào như vậy và đúng vào đầu luôn. Đang bị đau mà ném nước vào đầu nữa thì lại đau thêm một vết nữa. Đau chân đã đành rồi, lại đau đầu nữa thì thực sự đá thế nào nữa. Anh em chúng ta chú ý là đừng ném chai nước vào như thế. Rất nhiều những trường hợp mà bình luận viên Tiến Nổ đi gặp vào phải rồi. Chúng ta cứ đưa vào đoàn hoàng vào trong. Rất nguy hiểm, coi không vào. Nhưng tiếng coi trọng tài đã vang lên. Vậy là đá phạt lên rồi. Đừng có đá biên thuộc về 2K6. 2K6 bắt đầu tăng tốc và dường như 2K6 muốn giải quyết ngay tại 60 phút thi đấu chính thức. Nếu như hai đội bước vào loạt đấu súng cân não thì chỉ là 50-50 mà thôi. Và bây giờ đây thì cơ hội dành cho cả hai đội vẫn là 50-50. Phạt góc cho đội bóng mang trên mình màu áo của Argentina. Trận chung kết của chúng ta vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Ngày hôm nay là ngày có những trận chung kết ở tất cả những mọi giải đấu. Hiệp 2 cũng đã gần trôi được hơn 10 phút. Tỷ số lúc này thì vẫn đang là 0-0. Cách biệt mà hai đội tạo ra không phải là quá lớn. Rất hay. Vẫn còn cơ hội không vào.
tập bóng rất nhanh. Đúng không? Phản công. Để bóng hơi dài của 2K6. Chiến chiến ngày hôm nay cũng đã thấm mệt hận rồi. Đúng là một trận đấu không hề dễ dàng ngày cho 99 như trận đấu tại bán kết. Vẫn còn. Quá người, coi, coi, không vào. Một tình huống thoát biên của Gia Bảo nhưng không thành công. Hai cá sấu không hề dễ dàng bị đánh bại trong không phòng ngự của mình. Đội bóng đang để lọt lưới ít nhất giải đấu năm nay. Có mặt tại trận chung kết. Coi! Tuyến ơi! Không vào! Chúng ta có thể thấy được sự quả cảm, sự lăn xả bên phía hàng phòng ngự của 2K6. Một mùa giải mà 2K6 đã thi đấu hoàn toàn khác so với những gì mà họ đã thể hiện ở mùa giải năm ngoái. Họ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi một mùa giải, mỗi một giải đấu, các cầu thủ chúng ta đều đúc rút ra được những kinh nghiệm. Vẫn còn Minh Chiến, Dương Minh, Việt Dũng sút xa. Cũng là Đại Bác lực đi rất tốt nhưng bóng đã đi quá cao so với cầu môn cung thành của Văn Hải. Cả hai đội đều rất tích cực sút xa. Những tình huống dứt điểm đó vẫn chưa bao giờ mang lại hiệu quả kể từ đầu trận cho tới giờ. Ở cái thời điểm rất nhạy cảm như này, một trong hai đội bóng mà để lọt lưới thì sẽ rất khó để có thể san lấp. Vẫn còn và thay người trong này, số 13 bên phía 2K6 sẽ được rút ra nghiêm chính. Thành Đạt sẽ được đưa vào sân. Rất nguy hiểm. Bóng bóng luôn luôn là những sự khó chịu nhất định ở giải đấu năm nay. Một lối chơi đang cực kỳ khó chịu của 2K6 tạo ra, khiến cho những hàng công, những mũi nhọn trên hàng công của 99 chưa tìm ra được giải pháp. Đánh đầu không vào. Đường phản công. Minh Chiến cắt bóng rất chính xác, thay người trong này. Gia Bảo sẽ được rút ra bên phía 99. Vào sân là Chu Dương. Mùa giải năm nay thì đội bóng nào giành chiếc cúp vô địch cũng đầy ý nghĩa mà thôi. 99 là năm phát của họ, tròn 24 tuổi. Còn 2K6 mà vô địch thì đầu óc của những cầu thủ này sẽ quá thoải mái để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Năm nay cũng là năm cuối của 2K6. Học lớp 12, sang năm
thì những chàng trai của ông bà sẽ bước vào đại học. Đúng chạm bóng của Trung Dương. Gần một nửa thời gian của trận chung kết hiệp hai cũng đã diễn ra. Bàn thắng bây giờ thì vẫn đang là hai con số không tròn trĩnh dành cho cả hai bên. Dương Minh, vẫn là Dương Minh gọi. Đấy rồi, không vào. Rất khó để tìm ra một khoảng trống nhất định dành cho cả hai bên. Tiếng quả người không thành công của Chu Dương, phản công. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Rất căng, không vào. Một cú đá ra bác phải nói là quá chất lượng của trung vệ bên phía 2K6 Văn Nam. Những cú đá của Văn Nam đã đưa bóng đi chạy cung thành. Minh Chiến chuyển bóng này cho Chu Dương, khống chế không thành công. Những cái tên xuất sắc nhất, xứng đáng nhất đã có mặt tại trận chung kết. Hai cái tên là 99 và 2K6. Rõ ràng cả hai đội đang thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm của mình sau những trận chiến tại ngoài vòng bảng. Đánh đâu, không có gì khó khăn dành cho Văn Hải. Tiếp tục là một tình huống đá biên. Hai cá sấu để bắt đầu tăng tốc và tạo ra được những áp lực về phía cầu môn khung thành của Đức Trung. Khá chủ động, vẫn còn. Để bóng chuyền bóng tốt của Việt Dũng, quá người coi, không vào. Hoa nơ bên này phát xử lý bóng và dứt điểm ngay ở góc lập của anh Khoa. Nhưng Văn Hải đã thi đấu xuất sắc. Và Usain Bolt, Bolt béo sẽ ủng hộ cho thủ thành Văn Hải là 100.000 đồng nếu như giữ sạch mảnh lưới. Không cần giữ sạch mảnh lưới vẫn có 100, khích lệ tinh thần luôn. Văn Nam của 2K6 mà ghi bàn thì Đình Thịnh cũng sẽ trao tặng mỗi bàn là 200.000. Dứt điểm. Dương Minh 1-0. Cú đá của Dương Minh, bóng đá tìm vào mép trong cột dọc và nảy vào người của thủ thành. Nảy vào người thủ thành Văn Hải đi vào lưới. Bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết đã được diễn ra. Và thay người chuẩn bị có sự thay đổi người bên phía 2K6. Đánh đầu, bóng vẫn còn trong sân. Cách biệt thì chỉ là một bàn mà thôi. Mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước. Anh Khoa, anh Khoa dứt điểm. Thay người hôm nay, Thành Đạt sẽ được rút ra. Vào sân là sự trở lại của Nghiêm Chính. Quang ơi, không được,
Dương Minh ghi bàn. Bây giờ thì hai cả sáu bắt buộc phải dâng cao. Cơ ơi! Bắt buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng sát bằng tỷ số. Rất quyết liệt. Như vậy là phạm lỗi rồi. Phút thứ 49 rồi. Tỷ số là 1-0. Văn Nam được chuyển quá tốt. Coi không chính xác. Sẽ còn khoảng 10 phút thi đấu chính thức nữa. Rất nhiều những trận chung kết. Trận chung kết nào cũng kịch tính ở ngày hôm nay. Bây giờ thì cứ cầu thủ nào của 2K6 mà ghi bàn thì Đình Thịnh cũng sẽ thưởng nóng luôn 200 ngàn. Đánh đầu. Tốc độ của trận đấu chắc chắn sẽ được đẩy lên cao hơn trong những phút tiếp theo. Khi mà ra đây, 99 đã có được bàn thắng. Rồi. Minh Chiến ghi bàn 200 nha. Dương Mạnh vẫn còn. Không nhận dứt điểm. Dương Mạnh sẽ trao thưởng dành cho Minh Chiến nếu như ghi bàn là 200 ngàn. Bóng vẫn còn trong sân. Dương Minh qua người. Lợi thế Dương Minh coi không vào. Ném bóng lên dành cho 2K6. Không còn thời gian để chần chừ. Quá căng thẳng trong những phút còn lại của trận đấu. Bóng đá thì bao giờ cũng vậy. Sân cỏ luôn luôn là nơi đàn ông phải khóc nhiều nhất. Niềm vui của người này thì sẽ là nỗi buồn của người kia. Trong một trận chung kết thì chúng ta không thể nào lựa chọn ra cả hai đội bóng vô địch. Chỉ có một đội xứng đáng nhất, bản lĩnh nhất, may mắn nhất sẽ giành chiến thắng mà thôi. Ở trong cuộc đối đầu với lại xuất điểm, trong cuộc đối đầu với 92-93 thì khi mà thời gian đã bước vào những phút bù giờ, 99 cũng đã có bàn thắng quyết định để nâng tỷ số lên 3-2. Sau đó giúp cho 99 có được chiến thắng trước 92-93 trong một trận cầu thủy chiến trên sân bóng Anh Vũ. Áp sát quá nhanh. Vẫn còn Văn Nam. Đường chuyền tốt của Văn Nam. Gọi chân trái. Áp sát rất nhanh. Không được. Minh Chiến rất đây phản công mà đánh ba qua người coi. Vẫn còn coi. Không được. Câu trả lời dành cho 99. Biên thuộc về 99. Rất hay nhưng không có một cầu thủ nào ở phía trên để có thể đón được bóng vào lưới. Bóng vẫn còn trong sân. Phản công qua người Dương Minh. Tình huống qua người của Văn Vượng. Liên tiếp là những tình huống biên. Bóng đá đây đôi khi còn phải kèm theo yếu tố may mắn nữa. Bây giờ thì thời gian để
cho 2K6 trần trừ là không còn, họ bắt buộc phải chơi tấn công, tấn công và tấn công. Dương Minh cần phải nỗ lực hơn nữa khi mà cách biệt chỉ là một bàn mà thôi. 1-0 là tỷ số rất mong manh và có thể san bằng bất kỳ lúc nào. Cơ ơi, quá ngươi Dương Minh. Thay người trong này, anh Khoa đã được rút ra. Vào sân là trở lại của Đình Nam bên phía 99. Đình Nam mà cứ ghi được một bàn thắng rồi, mỗi một bàn thì Đình Thịnh cũng ra thưởng nóng 200.000. Đánh đầu không vào, phản công dành cho 2K6. Phá bất tốc, cối. Phút 55 và tỷ số vẫn đang là 1-0. Đình Nam. Coi. Sút điểm. Quá nguy hiểm. Đình Nam, Nam Lukaku được đưa vào sân, một cầu thủ có cân nặng có lẽ là cao nhất trên sân cho đến hiện tại. Đưa vào sân để làm nhiệm vụ tì đè, làm tường. Quá hề coi, đấy rồi, một pha tả đáy biên không thành công của 2K6. Pha vừa quá hề nhưng số 21 đó chính là Văn Hoàn đã không thể thực hiện một đường căng ngang. Tình huống chưa hiểu ý nhau. Lỗi của Đình Nam. Vẫn còn phản công Dương Minh. Cơ hội Dương Minh. Phạm lỗi. Một chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra. Thay người trọng tài, Chu Dương đã được rút ra. Vào sân là Tô Tiến. Một trận cầu quá căng thẳng ở những phút cuối. Tình huống đá bóng không qua hàng rào. Dương Minh. Vẫn là Dương Minh. Phản công cơ hội dành cho 2K6. Quá người đây rồi. Văn Nam đã không thể thực hiện một pha bất tốc thành công. Đó là pha phá bóng an toàn. Đá biên dành cho 2K6. Rất nhanh Văn Nam. Tình huống sâu kìm không thành công của Văn Nam. Cần phải có sự nỗ lực hơn nữa dành cho 2K6. Nhưng 2K6 cũng đã thấm mệt. Như vậy là thay thủ môn để chơi power vào đây rồi. Bây giờ thì Văn Nam sẽ làm nhiệm vụ chấn giữ khung thành. Chơi power vào đây là cũng hợp lý rồi, khi mà cách biệt chỉ là một bàn mà thôi. Điều vào đánh đâu. Không vào. Thay người trong này, Minh Chiến đã được rút ra. Vào sân là Gia Bảo. Như vậy là 99 sẽ hết quyền thay người. Họ đã thay 3 người từ phút 55 trở đi rồi. Bây giờ thì phải chơi tất tay rồi. Không còn gì để mất nữa. Chơi tất tay là chuyện quá bình thường. Sút xa! Quá nguy hiểm!
Những giây phút này sẽ là những giây phút rất đau tim dành cho cổ động viên bên phía 99. Dương Minh coi, coi khởi bóng rất nhanh. Văn Nam được Thái Bình con... Vâng, bóng đá luôn như vậy, bóng đá luôn luôn là như vậy, nghiệt ngã. Vâng, thật nghiệt ngã. Vâng, và Văn Nam đã nhận một chiếc thẻ vàng về tội bật quạt chân. Ngày hôm nay chẳng nghe tôi bình luận 5 trận, lại cả 5 trận đá bèn. Vừa rồi có lẽ là một pha đứt đèn. Có phải đốt đèn không trọng tài? Đốt đèn. Thay người trọng tài. Bên phía 2K6 thay người. Trọng tài thay người. Số 8 bên phía 2K6 thay người. Ra rút ra. Và số 12 được đưa vào sân. Đức Trung được đưa vào. 3 phút bù giờ dành cho 2K6. Bố của cầu thủ Nguyễn Hoàn sẽ trao thẳng là dành cho 2K6 là 200.000 và 300.000 nếu như 2K6 giành chiến thắng. Ông vua chân trần Đức Trung được đưa vào sân. Vua chân đất đưa vào sân để mang lại sự đột biến ở 3 phút còn lại. Quả thật căng. Quả thật là rất căng. Rất căng thẳng. Chín chín đã đến được cúp vàng và đá sân 7, chúng ta không thể nào mà hiệp phụ được. Chưa bao giờ luật nào đá sân 7 hiện đá hiệp phụ. Nói chung thì luật thì cũng là do ban tổ chức thôi, nhưng mà sân 7 thì thực sự là nó không hợp lý cho lắm. Bảy nếu như đá dứt điểm không vào. Đá đại bác của Dương Minh và thủ môn Văn Hải dường như đã trôn chân. Kinh điển của đá đại bác. Siêu chúng tôi tạo lên một siêu phẩm kinh điển. Tiếp tục bóng này. Đây là cơ hội. Bóng vẫn còn trong sân. Nỗ lực tuyệt vời. Biên dành cho 2K6. Ở trận đấu trước thì những giây bù giờ cuối cùng, 2K7 cũng đã san bằng tỷ số 6-6. Còn trận đấu này thì thời gian đã bước sang bút bù giờ, 2K6 cũng đã san bằng được tỷ số. Xin mời anh em 2K4 chuẩn bị làm nhiệm vụ đi. Hai người trong tay bên phía 2K6, như vậy là Thành Đạt sẽ được đưa vào sân. Như vậy không thay rồi, chơi thôi. Thời gian thì cũng không còn quá nhiều. Chín chín cầm vàng thì đã để vàng rồi. Chỉ còn khoảng 2-3 phút nữa nhưng họ đã để đối phương san bằng tỷ số từ một pha dứt điểm không phải là quá khó của Văn Nam. Bóng vẫn còn. Và tiếng còi trọng tài đã vang lên. Hai đội sẽ phải bước vào loạt đấu súng cân não để tìm ra nhà vô địch của giải đấu năm nay. Xin mời đội trưởng có hai đội bóng vào để nhận quà đi. Chụp ảnh lấy luôn.
Vâng, chúng ta sẽ đến với lại phần đoạn đấu súng cân não rồi. Đây sẽ là những giây phút không dành cho những người yếu tim. Những người nào hay bị đau tim thì tốt nhất là hãy bật online lên để xem qua điện thoại thôi. Hoặc là nhắm mắt lại. Cái giây phút quá căng thẳng. Khán giả chúng ta hãy ngồi hết xuống đi. Và không nên di chuyển quá nhiều vào khu vực cột gôn. Còn chúng ta đứng ở trên giữa này thôi, đừng di chuyển xuống. Ở trên giữa thôi, đừng qua vạch. Chị em chúng ta hãy ngồi hết xuống đi. Không được, khán giả chúng ta hoàn toàn có thể sang riêng bên kia đứng được. Khán giả góc sân bên phải tôi đây, hãy sang riêng bên sân kia đứng đi ạ. Anh chị em chúng ta đứng sang bên kia đi. Sang bên đấy máy quay quay đẹp hơn. Góc này máy quay không tác nghiệp được. Và sẽ tác động đến thủ môn. Thực sự là rất khó, mong anh em khán giả chúng ta hãy sang đầu bên kia. Thôi các chị đứng ở đến chỗ anh áo trắng kia là kịch rồi, đừng đi xuống nữa. Đi xuống nữa tác động vào cho thủ môn người ta không bắt được. Để cho anh áo trắng ngồi đấy là được rồi. Đừng di chuyển thêm vào nữa. Đá dẹp bên này lại còn đi chạy sang bên đấy, đứng ở góc đấy thì vẫn thế, vẫn hòa hầm. Như vậy là 99 sẽ là bóng thực hiện loạt đấu súng đầu tiên. Dương Minh đối đầu Văn Hải. Bên tại sân bóng của ta thì là hơi xa một chút. Cần phải có những tình huống dứt điểm chất lượng. Dương Minh không vào. Tình huống dứt điểm vào giữa người của Dương Minh. Thật sự căng. Bây giờ mà đo nhịp tim của khán giả hai đội bóng thì chắc chắn sẽ tăng lên gấp rưỡi bình thường. Văn Nam cũng là người thực hiện loạt sút đầu tiên. Cả hai đội đều tìm ra những cái tên dứt điểm tốt nhất. Văn Nam không vào. Nếu như đá thử thì chúng ta ai cũng đã vào rồi. Nhưng đá thật với áp lực lượng khán giả đang ở sân như thế này thì không phải là chuyện đơn giản. Đinh Nam là người sẽ thực hiện loạt sút thứ hai dành cho 99. Đinh Nam vào. Đá rất quyết đoán của Đinh Nam. Cú đá như sốc lại tinh thần dành cho 99. Ai chắc là người thực hiện loạt sút thứ hai dành cho 2K6 đây? Chính thủ môn Văn Hải. Văn Hải không vào. Tình huống đặt lòng không thành công của Văn Hải. Quá căng thẳng và kịch tính. Việt Trung là người thực hiện loạt sút thứ ba. Việt Trung không vào. Vâng, hai đội mỗi đội đá mít biên một lần. Mỗi đội đá mít biên hai lần. Đây là cơ hội để cho 2K6 có thể san bằng tỷ số bên làm một đều. Dứt điểm, như vậy là tỷ số bên là một đều. Người sẽ thực hiện loạt sút thứ tư là cầu thủ số 8 Tô Tiến. Tô Tiến không vào. 99 đá sút trượt 3 loạt bèn, mít 3 loạt bèn.
Tuấn Tình là người sẽ thực hiện loạt số thứ tư. Tuấn Tình không vào, vẫn là đều một đều mà thôi. Có lẽ mùa giải sang năm thì ban tổ chức sẽ phải cho đá ven vào gần hơn. Đây là loạt đấu súng cuối cùng, Gia Bảo sẽ là người thực hiện loạt sút thứ năm. Gia Bảo không vào, và ai sẽ là người sút ông thỏ đây? Ai sẽ là người đưa 2K6 lên ngôi vô địch và chính thức rút ống thở của 99? Bây giờ thì đang thở oxy rồi. Đức Trung, cầu thủ mới được đưa vào sân. Đức Trung vào. Nghĩa chấn đã xảy ra. Bóng đá thì luôn là như vậy, sự nghiệt ngã. Nghiệt ngã trong bóng đá đã được diễn ra. Tất cả những phần thưởng đã được đưa hết vào 2K6 rồi. Nghiệt ngã. Mình xin mời ban tổ chức 2K4 hãy vào để làm nhiệm vụ đi ạ. Xin mời ban tổ chức. Chúng tôi yêu cầu các cháu 2K4 để vào làm nhiệm vụ là. Xin mời các cháu 2K4. Xin mời anh em tất cả ba đội bóng, chúng ta hãy xếp hàng luôn đi ạ, trao giải luôn đi ạ. Anh em 2K4 chúng ta mang cúp vào đi. Bóng đá thì bao giờ cũng vậy thôi, không thể trách tất cả những cầu thủ được. Ở trên loạt đấu súng ven thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. 50 năm.